đã quay trở lại với kênh Wifi Vlog. Thì hôm nay là anh em sẽ quyết định đó là làm thao thao gì hả? Thao đá bào siêu to khổng lồ. Thì hôm nay anh em sẽ quyết định là làm thao đá bào siêu to khổng lồ nha bạn, là do là đợt khổm anh em mình bị bệnh và bạn này nè bạn, các bạn này nè, đâu bạn này nè, bạn này nè các bạn. Là anh em lúc đó bệnh là sắp chết luôn rồi. Bệnh là ho sốt lum lá nha bạn. Thì lúc đó là bạn này ăn chép chép, anh em mình thèm quá giờ anh em làm nha bạn. Thì giờ là mời mấy bạn là nhớ về khoảng một tuần trước nha bạn. Bệnh rồi còn gặp mấy đứa ăn đá bào nữa trời. Trời trời, ước gì ăn miếng như người ta. Bệnh mà ăn gì? Bệnh chết người ơi. Là giờ gì? Bệnh mà gặp mấy đứa này ăn đá bào trời thèm chết luôn nha. Mốt mình kiếm ra mình đứng cho nó ăn mẹ. Đó. Rồi giờ thì anh em sẽ đi mua mấy cái nguyên liệu và vật liệu để làm cái thao đá bào nha bạn. Thì gồm có là thạch nữa bạn, rồi cái gì đó ta, tất nhiên là phải có nước đá rồi, nước đá nè, rồi sigo nữa nè, nói chung là nhiều thứ cần mua lắm nha bạn. Giờ thì anh em mình cũng không để bạn cho lâu nữa, anh em mình thôi, let's go. Mua nguyên liệu để chế biến xong nha bạn. Đây là một lon sữa bò, còn đây là sigo xanh và đỏ nha bạn, còn đây là một hộp thạch, và đây là có một cái máy bào nha bạn, còn bên đây là một thùng nước đá nha bạn. Đây xíu thì thiếu, anh em sẽ lấy thêm bạn ơi. Rồi bên đây là có một thùng nước đá, một cái thao đựng ba cục đá hả. Rồi bỏ vô đi Nhật. Rồi giờ là anh em sẽ bắt đầu là xây nha bạn. Cái mùi vẽ lấy rồi. Cái bự luôn Nhật, lấy bự luôn Nhật, đúng rồi. Đây cục đá. Ê khoan, lấy cái nồi vẽ lại hứng ở dưới hả. Rồi giờ anh em sẽ bắt đầu là bỏ đá vô xây nha bạn. Nhật đem nguyên thùng đá lên luôn. Nào bỏ vô nè. Nè lắm nha bạn. Quá. Tắt chưa? Tắt rồi. Phải tắt chứ ta. Tắt rồi. Không mà đè đè nó mới mà. Nó sợ. Đứng ngu. Đè xuống đó mẹ. Cao Nhất. Rồi vô tu luôn đây nè. Cái thao đâu, cái thao đâu? Thao đây, thao đây. Để thao trên giữa đây, để thao trên giữa đây. Lấy cái này nè. Còn quay sát vô đây nè Quy. Quay sát vô trong đây nè. Xáy vô, xáy vô, xáy vô. Đó, quay vô lắp đầu bào nha mày. Nhìn đi. Nè. Máy này được số lượng lớn rồi. Hai ba cục gì đi.
Ê, đừng cục quá thôi. Lên máy nhẹ tới rồi. Rồi, nhớ lên. Vô. Nhật dục cái bỏ cái nắp đây nhật. Đây chưa? Bỏ đây, Nhật bỏ vô. Rồi nha. Vô. Ê, thao giờ. Rồi, vô. Chấm đá nữa đi. Đâu đá vô. Chấm vô. Anh em mình làm tốc độ bàn thờ đi nè. Quá trời mới lấy cá nha bạn. Rồi lấy lan quẩn cái đi. Đổi thao. Người nào đó, ở đây xây thấy nè. Cùng đó. Người nào ở đây xây lan nè. Hết chưa?
hai tầng hả? Rồi vô. Dạ anh em sẽ bắt đầu là khui cái này để đổ lên nha bạn. Có chả đá không Quyền? Rồi, dạ lộn nè. Rồi trong đây nó có cái lớp gì không ta? Không. Nút điện ấy. Đúng vậy. Dạ mấy. Anh Nhật chỉ biết quan tâm em muốn. Ai thơm đúng không á? Thơm tới đây luôn á. Thơm, thơm không? Thơm. Thơm phức luôn á. Đem máy nha. Đây đục cái lỗ ra cho xe nó xì xì ha. Đúng rồi, trả anh ta. Cái này tét luôn rồi nhưng mà sao? Lần hai chai luôn. Ai say sao mà thay say sao? Nè, phải hát cao trào nè, thôi từ từ đại đủ hết đi. Thôi đủ thành viên đi rồi ha. Gì nữa? Cái này sẽ khổ. Bốc siêu nữa. Này hình lọt vào đây đi hết à? Không được. Hay là mình đâm vào giữa? Đâm giữa. Móc quá. Cái gì móc? Đi móc vậy. Móc gì hả? Móc. Thử nè. Để dưới đây cho chắc ăn. Đây kìa. Thơm quá ha. Thì xa thơm luôn nha các bạn. Ê đừng. À cái giá nữa đó. Đó đúng rồi. Để này cho trước cái gì? Để Sigo đi. Sigo mà trước bỏ ha. Cái lớp này ở trên. Ê còn chừng đỏ đây nắp ra đây. Sigo mà nó sửa. Nè chuẩn bị đem nó ra đi hai nhỏ. Xây, chuẩn bị xây thao nè anh em ơi. Nhớ có đang ngồi đây nhớ. Anh em có đang ngồi nè. Thấy hết chưa mày? Lên mấy ngăn lên ngăn khỏi rửa đâu. Để nó đi. Đây để đá tan hết là không ngon. Thấy chưa? Tôi cầm này chứ đứng giữa nè, cho đèn nè. Nè Hải, chuẩn bị xây nè. Giờ khúc cái khúc này là quyền xác xác cái này, xác xác cái đỉnh là đỉnh Pasipan. Nè. Nè. Đó. Đã kìa. Đẹp ha. Xác xác vô xác 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 vô luôn, xác xác thiệt là xác luôn. Wow. Ngon vậy. Nữa. Wow. Thật hấp dẫn. Nè. Em dưới rồi. Em. Nè 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 nhìn hát nó chảy nè, hát nó chảy nè. Ờ. Đang chảy xuống kìa. Lâu quá. Mở nắp ra đi Hải. Mình không thích lâu. Thơm mùi dứa nha bạn. Mình không thích lâu. Đổ được chai chai chai. Đều nha, đều anh, đều anh. Đéo vòng nha Hải. Này màu đỏ thì mình đi vàng. Vàng với màu xanh. Quá trời đã rồi. Sửa nữa, sửa nữa. Ăn xong mà tới nha các bạn. Sửa nữa nha các bạn. Đi hổ này, đi hổ này. Hải. Con vật kìa. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Nè, gì nè mấy em nè. Quyên ơi Quyên, đã nè. Quyên ơi kìa. Ừ. Ai nhưng mà đẹp quá. Bên này chưa nè. Không đỡ ăn nha các bạn. Cho đây. Cho bỏ gác ra không? Mà gác. Gì á? Nãy ngọt. Ai kêu ăn kêu lại ngọt. Đau họng nó Nhật, đang đau họng nó Nhật. Còn một miếng nữa hết luôn rồi. Ăn thì xong rồi tới nha các bạn. Tới công chuyện luôn. Tắm cá nè. Đỏ nữa. Hết rồi. Tắm cá nha các bạn. Tắm cá. Ai nhìn cá nó lội. Y chang cá chép coi luôn. Cá chép coi là cá gì? Cá coi đó. Bánh hai sao không được. Cầm ơi, đổ luôn đi. Xét xét cho này đi. Cho tắm cặp mé này xét xét cho luôn. Nước luôn. Nước ha. Thôi. Thôi đừng. Vớt coi nước vô nó nhão đi. Cái giá họ có rổ. Trời ơi trời cá nè trời. Cá nè bạn. Thả cá gì tới nào? Cá chết cạn. Thì mình ăn ít thôi. Mình đâu ăn hết đâu họng chết. Không hết nổi đâu cái này. Ăn hết là vô nhập viện. Ăn hết cái này là vô nhập viện luôn nha bạn. Còn đậu phộng luôn nha các bạn. Vì sao nãy không mua nữa hủ. Lũng. Người Vĩnh Phú gắt gì nè. Vô ngoài để tôi anh em. Vô ngoài nè. Hai gian đậu phộng khác dữ vậy.
Ai gan vậy? Không ai gan vậy? Hả? Ôi trời, nhìn lại nó hở vậy. Ủa bạn gan. Chị là chị gan đậu phộng còn khét, kiểu này không lấy vợ được rồi. Chị nói vậy. Chị nói chiên đậu phộng khét rồi lấy vợ được rồi đó. Chiên đậu phộng. Ghê. Quá vậy đã, cắt dao, cắt dao, cắt dao. Muốn. Cắt dao, cắt gỗ em. Trời trời, cái này 20kg hơn. Hơn 20kg. Nặng lắm á. Hơn 20kg. Một bàn. Một bàn. Đây nó nắp, nắp, nắp đây là cầm ra. Có anh em làm được nha bạn. Thì hồi nãy anh em, giờ anh em mình chụp hình lâu quá nên cái thao này nó bị chảy nước rồi nha bạn. Ô phải thao bị chảy nước nhưng mà nước đá nó chảy nước các bạn ơi. Nó tan. Bây giờ anh em mình sẽ ăn nha các bạn. Ê nhưng mà nó tan, nó chảy qua sigo dưới hết rồi. Nhìn ngon quá. Ừ, rồi giờ từng người ăn đi. Nè. Nè, Quyên qua đi, chồng Quyên qua nè. Rồi thử đi Quyên. Rồi thử đi Quyên ơi. Mời các bạn nha. À, đá bào siêu to khổng lồ nha các bạn. Ngon. Rồi tới Vi luôn nè. Quả trời đã rồi. Hai màu, cá heo, cá voi, cá mập, cái gì. Mời bạn nha. Đậu phộng nữa. Ngon. Nhại nhại cái, nhại cái, nhại cái lạnh không? Nó hơi lạnh nha, nhức đầu luôn. Nó hơi lạnh. Nó bị buốt gan. Rồi ngon nè. Tê tê đầu rồi. Chút thiếu rồi. Đang quá sữa luôn á. Quá vậy đã. Cá hả? Mời bạn nha. À. Ngon. Nó lạnh. Nó thơm. Nó bị ngon á. Bị ngon hả? Rồi tới Phương Anh nè. Giờ tới mình nha các bạn. Mời bạn nha. Đó, rồi lụm nè. Ngon không? Ngon, thơm mùi dứa các bạn. Dứa rồi màu đỏ với màu xanh là dứa. Rồi hai nhỏ nè. Ê bạn, ba muỗng luôn. Ừ. Ê, bạn. Rồi ăn gì ta, ăn muỗng nào? À còn không? Kệ đi. Rồi ăn ba muỗng, cảm giác này sao nó nghe chơi à? Nè dướng gần nha bạn. Rồi hãy lớn thử luôn nè. Ừ. Bây giờ ăn ra ăn muỗng là xưa rồi. Ăn cái gì? Ăn đá bào với ăn bằng đũa. Để nó nhau đi. Vô vô. Ăn đá bào ăn bằng đũa. Mình tất cả bạn ăn nha. Cá cái vô con cái. Đó hả? Ngon. Ngon. Tao chỉ. Nó lạnh với nó béo lắm mà, béo sữa. Tao chỉ luôn ha. Ngon. Ăn rồi. Đũa đúng ngon. Rồi giờ tới mình thử luôn bạn ơi. Nào Quy. Thử bảy bạn miếng ơi. Đây mời bạn thưởng thức thao đá bào siêu to khủng lồ của Tem Nguyên Hoi Vlog làm nha bạn. Khúc dưới nhìn này đang bỗng có gì không. Cái nào đấy cái muỗng có tâm đó vậy. Ăn ăn bằng đũa. Đũa mới ngon. Nè mời các bạn nha. Thưởng thức miếng thao đá bào siêu to khủng lồ nha bạn. Hả? Mày đang bỗng có sigo. À đúng quá. Nhưng mà ngon. Ngon quá bạn ơi. Ngon quá các bạn. Bao bao cháu nhặt luôn đi. Rồi, nhặt hả? Tức mình luôn nha bạn, mình tương giá luôn. Còn kiểu ăn độc lạ không mấy ơi. Mấy bạn nha. Lạnh. Nó lạnh, nó lạnh trong miệng mình luôn rồi bạn ơi. Bạn ăn. Dạ nhạc nhá, ăn thưởng thức. Thử rồi, 1 2 3 4 5 6 7 anh em có thể làm bào hết nổi cái thao à. Đá bào này không nhớ bạn. Hơi bị nặng cái thao trên 20kg. Chắc không? Trên 20kg. Nó bậy nha. Mấy bạn này làm gì trời? Ủa, chào đẹp quá. Đẹp ăn con cá. Hà đẹp à, không hà. Đẹp thiệt. Rồi nếu nào lấy cái muỗng cho tao thấy ham thiệt. Đụng ra cái gì nè. Thôi mày cạp rồi mày ơi. Ai còn nhắm hết nổi cái này không tài. Đầy giọt thao luôn nè. Đầy giọt thao luôn. Có đổ là nó gì nè. Mày lấy con cá của mày. Ai gọi cá nó chui đi hết luôn rồi. Cá nó tắm biển.
ăn đỡ đi. Đau đâu. Vô viên muốn ăn bằng 3 cái muỗng. Cái này chắc ăn xong cái này là bệnh nữa quá bạn ơi. Chứ này bệnh nữa rồi. Cái này là bệnh nữa rồi. Nó ra màu con cao rồi. Ờ, chiến này là bệnh nữa hả bạn ơi. Để ăn nè. Thử đi. Thử đi. Cá lên vàng đủ mà. Mày ăn đi. Cô ăn nữa rồi. Múc cá cho cô kìa. Cô lấy mấy cá dưới dưới rồi mới ngon. Bạn não à? Cá cá thôi rồi, từ 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 cá từ 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 cá ơi, cá đỏ thằng ơi, chơi ba con cá cũng đoàn.